Trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một anh chàng ở Tây Nguyên bắt rắn bằng tay không, khiến cho nhiều người thót tim. Mời mọi người cùng theo dõi với Sang Vàng TV nhé. Trong đoạn clip được ghi lại, thanh niên đi chân trần, trên người không có thiết bị bảo hộ mà chỉ mặc một chiếc quần lửng đang đùa giỡn với một con rắn hổ mang lớn đi lạc vào vườn. Anh chàng thấy con rắn bò quanh gốc cây đã tìm mọi cách túm lấy nó, còn con rắn cũng tỏ ra rất hung dữ, mỗi lần thấy người tiến đến lại quay lại định cắn. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng nam thanh niên đi vòng ra phía sau, khuất tầm nhìn của con rắn và nhanh tay chụp lấy đầu nó. Nhìn con rắn hung hăng ngoe nguẩy cũng khiến chúng ta chạy mất dép, xem ra anh chàng này đang đùa giỡn với chính mạng sống của mình đây. Đây đúng là một hành động nguy hiểm, với những người có kinh nghiệm thì cũng không chắc là tai nạn không xảy ra. Vì vậy mọi người đừng hành động giống anh chàng trong clip nhé. Đây chỉ là đoạn clip xem để sợ thôi, và lần này thì rất may anh chàng này đã thành công.